Xin chào mọi người, đây là bữa cơm đêm. Em úp thôi. Mọi người vừa quay, bây giờ là 23:56. Đây, 23:56. Vừa quay xong cảnh cuối cùng của ngày hôm nay. Diễn viên, từ diễn viên rồi đến đạo diễn rồi đến quay phim, make up các thứ đều chưa được ăn. Mọi người tranh thủ ăn một lúc rồi làm việc tiếp. Dự định là vâng. Đây. Mình gần chết. Bữa tối. Đây là chị make up kiêm đầu bếp. Thằng này chắc quay mệt quá rồi chưa đi ăn được. Nó có chai nước rồi đấy. Hôm nay mọi người quay từ 3 giờ chiều đến bây giờ là 12 giờ đêm, chưa nghỉ. Mới làm được 2 cảnh. Mọi người nghỉ ngơi một lúc rồi quay tiếp. Thôi chào các bạn, mình cũng phải đi kiếm bát mì đã, không thì chết đói mất. Ăn no đi gái. Anh em ngủ ngon.